Hello, xin chào lại đã tiệc trên mây đây. Buổi sáng hôm nay thì cũng là buổi sáng cuối cùng mà mình được ở trong căn phòng khách sạn siêu tuyệt vời này rồi. Và mình sẽ phải chuyển sang một khách sạn khác, quay trở lại với cuộc sống bình dân không hào nhoáng. Tại vì khách sạn này chỉ là cố gắng Nie đặt cho bọn mình để đi sự kiện thôi, nên là sáng hôm nay chỉ có nằm ườn tận hưởng tất cả mọi thứ lần cuối trước khi đi. Nếu mọi người cũng đã xem vlog Singapore phần 1 của mình thì mọi người cũng biết là sự kiện đã xong rồi, nên là chúng mình sẽ ở lại Singapore chơi một vài ngày nữa để có thể khám phá đất nước này. Tạm biệt căn phòng. Bây giờ chúng mình sẽ đi ăn cua sốt cay nổi tiếng Hàn Quốc. À quên, nhầm, nổi tiếng Singapore. Chị vừa bảo rồi đi Hàn Quốc. Ngày đầu tiên này thì mình sẽ đi chơi với Harry và bạn trợ lý. Chúng mình sẽ đi ăn những cái món mà gọi là đến Singapore là nhất định phải ăn ý. Mấy cái món siêu nổi tiếng như là cua hoàng đế này, xong rồi ăn cái bánh cheesecake ngon nhất Singapore nữa. Nên là chúng mình sẽ dẫn mọi người đi ăn cùng bọn mình nhé. Chúng tôi sẽ làm những em bé. Mọi người biết gì không? Một con cua, một con thôi là 96 đô, tức là tầm bao nhiêu? 180, à quên nhầm, 1.800.000. Wow, ôi mọi người ơi, khẩu phần này siêu to. Siêu to luôn. Mà đây gọi là size M ấy. Size L chắc cả làng ăn. Oh my god mọi người ơi, cua to vãi. Wow. Oh my god. Đỏ nha. Thank you. Thank you. Ê, hôm nay vừa bảo là chưa có món gì wow, sao hôm nay wow thật. Ăn hợp nha. Tôi chấm món hôm nay 8.5/10. Em chấm bữa hôm nay 9 điểm, rất là wow. Sau mấy ngày ở Singapore thì mình nhận thấy cái đất nước này nó có một cái vibe, nó kiểu trộn lẫn của rất nhiều nền văn hóa ấy. Nó vừa Âu Mỹ lại vừa Trung Quốc, sau lại có một tí Ấn Độ rồi lại một tí Thái Lan, nên là cảm giác rất là thú vị. Cái sự trộn lẫn giữa các nền văn hóa đấy nó không chỉ thể hiện ở đồ ăn, ẩm thực mà còn thể hiện ở kiến trúc nữa. Rất là tiện, chỉ cần dùng app PayPal. Đó, xong. 2 đồng đúng không? 2 đồng. Rồi, thế thôi, rồi nó bắt đầu. Xong nó bắt đầu bắt chúng mình ở đây. Wow. Đấy, chạy kìa. Đó, nó xuống kìa. Trong một cốc này là có 4 quả cam này mọi người.
nhiên là đến Singapore thì không thể nào mà không đi xem sư tử tán tiếng cá được. Đây đúng là địa điểm du lịch có khác, tại vì ở đây siêu đông người luôn, không có một chỗ đứng nào. Nhưng bù lại thì đứng đây có thể nhìn thấy tòa Marina Bay và cả Apple Store cùng với rất là nhiều tòa nhà xinh đẹp khác ở đối diện. Mấy tòa nhà trông rất là tương lai ấy. Em nó đây rồi. Biết rồi anh. Xong và hôm qua là mình cũng không ngủ ngon lắm. Chắc phải tầm 3 giờ mình mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ mất. Mình không hiểu sao mặc dù là mình rất là mệt nhá. Nhưng mà nói chung là hôm nay sẽ là một ngày. Cái này hỏng rồi sao ấy? À đâu, hỏng. Đợi xíu rồi đeo cái vòng ra rồi nói tiếp nha. Vòng là xấu thế. Vòng khác. Vòng này đi. Ok. Thì mọi người biết gì không? Thì mình đã xong hết các gọi là nhiệm vụ, sự kiện, tất cả các thứ liên quan đến là công việc là mình đã xong hết rồi. Bây giờ là mình sẽ chỉ còn 2 ngày, thực ra là 1 ngày rưỡi ở lại Singapore thôi. Hôm nay thì Harry và bạn trợ lý, bạn đi cùng chúng mình thì đã đi Universal rồi. Còn mình thì mình biết là sức khỏe của mình sẽ không cho phép cái sự ở ngoài nắng cả một ngày dài mà chơi mấy cái trò lộn tùng phèo lên. Đấy, mình nghĩ là mình mà đi Universal hôm nay là mình sẽ ngất. Cho nên là thật sự là nắng điên đảo lên luôn. Nhưng mà không sao, để bù đắp cho những ngày ở Hà Lan còn nắng thì mình sẽ đi nắng bù ở đây để hấp thụ vitamin D cho một ngày, à quên, cho một năm luôn. Mặc dù là có những ngày mình có thể hướng ngoại và mình có thể tiếp xúc với nhiều người và mình cảm thấy rất là vui, thế nhưng mà thường là nó sẽ kiểu vui ở trong khoảnh khắc đấy thôi. Còn bên trong bản thân mình thì mình cảm thấy đang bị cạn dần năng lượng và mình sẽ phải cần thời gian ở một mình để mình có thể sạc lại năng lượng. Thật ra là mình nhiều khi cũng rất là ghét cái việc của mình là người hướng nội và mình dễ bị cạn năng lượng như thế. Thế nhưng mà qua thời gian thì mình đã biết cách yêu cái sự hướng nội của mình hơn và cũng biết cách tìm niềm vui trong việc làm mọi thứ của mình hơn. Thank you.
Thật ra là ngày xưa thì mình cũng sợ việc làm mọi thứ một mình lắm. Ví dụ như là đi ăn một mình chẳng hạn, mình cứ cảm giác như là mọi người xung quanh đang nhìn mình và phán xét mình. Thế nhưng mà dần dần rồi lớn lên rồi thì mình đã ngộ ra là thì ra là mỗi người đều tập trung vào một vấn đề của riêng mình thôi. Và rất là ít khi mọi người để ý đến mình quá mức như thế. Nên là mình cũng biết cách tự vui trong thế giới của mình hơn, thay vì tập trung vào những sự ồn ào của bên ngoài. Lại về nhà rồi đây. Thật ra là vừa ăn sáng xong và mình đã định đi chơi tiếp rồi. Thế nhưng mà bây giờ đang là 12 giờ trưa cho nên là nắng siêu cực đại luôn. Với cả là mình vừa uống cà phê xong cũng thấy hơi ấy. Nên là mà cái chỗ ăn sáng thì cũng chỉ cách nhà mình tầm 2 phút, 3 phút đi bộ thôi. Nên là mình đã quay về nhà nghỉ ngơi một chút để chiều thì mình sẽ đi tiếp. Tại vì cũng một lý do nữa là các hàng quán ấy thì sẽ mở cửa vào tầm 1 giờ là chủ yếu. Kiểu bên này mọi người cũng sinh hoạt muộn giống như châu Âu, nên là mình cũng không phải vội gì hết. Thực ra đấy cũng là một cái rất là hay của việc đi du lịch một mình, là mình không phải theo một kế hoạch, không phải theo một cái lịch trình nào. Mà mình thích làm gì thì làm, thích nghỉ ngơi lúc nào thì nghỉ thôi. Chiều nay thì mình sẽ đi một cái khu là khu trip. Tức là nó là một cái mô nhưng mà bên trong nó sẽ có rất là nhiều hàng thrift shop. Đấy thì mình sẽ đến đấy để mua một số đồ. Đã ngủ dậy xong một giấc ngủ trưa rất là chất lượng. Ê thật sự nha, cái sự đi ngủ để nền đẹp hơn ý, nó thật ý, nó là tiến chuẩn nha, đi đồn đi. Nhìn đây, nền đẹp dã man. Thấy xong bây giờ mình sẽ đi tới một chỗ có thể mọi người đã biết hoặc là chưa, nhưng mà mình có một sở thích là đi thrift shop. Tại vì cái cảm giác mà đi bới đống đồ xong rồi tìm ra được một món đồ mà mình thích ý, nó kiểu như là đi mò vàng ấy mọi người, xong rồi tìm được kho báu. Thế nên hôm nay mình cũng sẽ đi tìm kho báu đấy ở Singapore. Tại vì mình xem trên TikTok ý, thấy cũng khá là nhiều shop triển vọng. Nên là chúng mình cũng đi tìm kho báu với nhau nhé. Toàn mấy cái mall rất là hoành tráng, toàn đồ hiệu thôi, LV, Dior các kiểu, nhưng ở đây toàn là mấy cái đồ bình dân, đồ chợ ấy. Sau một hồi đi tìm kho báu ở Singapore thì mình nhận ra là mặt bằng chung giá cả ở Singapore ấy siêu đắt mọi người ạ, trời ơi, chắc phải đắt ngang châu Âu luôn. Mặc dù là mình cũng thấy nhiều đồ cũng xinh, nhưng mà lúc mà nhìn thấy cái giá thì cảm giác kiểu như một cú tát vào mặt luôn. Thế là mình đã không mua cái nào hết. Cũng hơi buồn tại vì đã mất công đi tìm kho báu mà không tìm thấy cái gì ấy.
vàng lúc nãy là tầm 600.000. Còn em không? Nên không. Bây giờ thì mình sẽ đến một nơi mà mình đã muốn đến nhất trong cái chuyến đi Singapore này của mình, đó chính là... Đi rồi sẽ biết nha. Ui, bãi chuồng, ở đây người ta dùng lá lốt để trang trí ạ. Đúng là lá lốt rồi này. Địa điểm tiếp theo là một nơi mà mình đã muốn đến từ đầu chuyến đi rồi. Tại vì khi mà mình research các địa điểm mà nên đến ở Singapore thì mình nhìn thấy cái chỗ này, Haji Lane, nó như kiểu là một tổ hợp các cửa hàng rất là đáng yêu và rất là VBVB. Đấy, cho nên là mình đã đến đây. Và đúng là chỉ ở một cái con đường bé thế này mà tập trung siêu nhiều cửa hàng luôn. Và cửa hàng ở đây là nó sẽ kiểu giấu ở trong mấy cái tòa nhà ấy, xong mình phải đi lên, đi chui vào mấy cái ngõ ngách để mình tìm đến cửa hàng đấy. Giống mấy quán cà phê ở trong khu chung cư ở Hà Nội. Mọi người biết không? Mặc dù mình vừa bảo là mình rất thích những khoảng thời gian được ở một mình như thế này, thế nhưng không biết là có phải tại vì ở đây quá là nhộn nhịp và náo loạn không, nên là mình cảm thấy không thực sự là thích cái sự một mình này lắm. Tự dưng lại cảm thấy hơi bị cô đơn ý. Thật sự là cái chuyến đi này nó cho mình quá là nhiều cảm xúc, lúc lên lúc xuống, hồi nào mà lường trước được. Quá không mà mình thấy nó rất hỗn độn lạng nhạng. Cái điều đang đọc phải một cơ quan. Bây giờ là mình đang ngồi đây để nghỉ ngơi một chút và bây giờ thì mình sẽ đi ăn cơm gà chín muối. Sau cái sự náo loạn của Haji Lane thì mình đã siêu đói và mình quyết định là đi ăn một cái món mà mình cũng đã định ăn từ mấy hôm nay rồi. Đó chính là cơm gà trứng muối. Thế nhưng mà đây cũng là kiếp nạn của ngày hôm nay. Cái lúc đấy là mình đã siêu mệt rồi nhưng mình vẫn cố lết đến cái hàng này. Đi bộ đến cái hàng này chắc phải 30 phút. Thế nhưng mà khi mà đến đấy rồi thì người ta không nhận tiền chuyển khoản, người ta chỉ nhận tiền mặt thôi. Xong kiểu mình siêu thất vọng luôn ý. Nhưng mà thôi, mình lại nghĩ là chắc kiểu gì mình cũng sẽ quay lại Singapore thôi, nên là đây cũng không phải là lần duy nhất mình có thể ăn cái món này, nên là mình đã đi về. Thì cái lúc này là siêu tã rồi. Hello, tình hình là có quảng cáo đó, để mình lắp mic vào cho mọi người nghe rõ nhí. Hôm nay đi cái hàng kia người ta không cho nhận tệ
thanh toán bằng thẻ cho nên là mình đã phải order ở một chỗ khác về cái món gà cơm gà trứng muối này, tại vì là thấy mọi người ăn rất là khen nên là mình cũng rất là tò mò, với cả là không ăn được cho nên là bị cay ấy, nên là phải ăn bằng được. Wow, ôi trông ngon cực nè. Bữa tối của tôi cùng với concert Blackpink. Thật ra đi du lịch không phải lúc nào mình cũng bon bon ngoài đường và đi trải nghiệm tất cả mọi thứ ở ngoài đường, mà mình cũng thích là được order đồ ăn về nhà như là kiểu mình đang sống ở đây. Đũa lõm này. Không sao, mình không ăn đũa, mình ăn kìa. Xin mời cả nhà. Trong này sẽ có gà và sốt trứng muối và trứng và một xíu màu xanh của dưa chuột thôi. Mình sẽ ăn thử một miếng. Vị trứng muối rõ cực. Ăn phải mình có ớt ngon lắm. Nhưng ớt gì có nhiều ớt hơn, tại mình thích ăn cay ấy. Thỏa mãn rồi. Tới đây thì cũng đã là những giây phút cuối cùng ở Singapore của mình rồi. Ngày cuối này thì mình cũng chỉ đi loanh quanh xong rồi mình ra sân bay chơi thôi, cũng không có gì đặc biệt lắm. Để mà tổng kết lại chuyến đi này thì mình thực sự là Singapore chưa từng là một điểm đến trong đầu mình ý. Và cái chuyến đi này cũng là một chuyến đi rất là bất ngờ đối với mình luôn. Nên là không hiểu sao cả chuyến đi mình cứ cảm giác như là mình đang ở trên mây, cứ cảm giác như là mình đang không thực sự ở trong cái khoảnh khắc đấy. Không biết nữa, kiểu cảm giác mọi thứ rất là mơ hồ và không có thật. Chắc cũng vì thế nên mình cảm thấy rất là may, tại vì mình đã vlog lại những khoảnh khắc mà mình ở Singapore để mình có thể xem lại và thực sự sống lại những giây phút đấy. Và còn vui hơn vì mình còn có mọi người đồng hành cùng nữa. Thế nên chắc là mình cũng không hẳn là một mình nhỉ.